Mùa Euro tại Đức, cái gì cũng theo trend bóng đá thì phải... Euro season in Germany, everything follow football trend, gentlemen. Tại thành phố Frankfurt, đến đèn giao thông cũng theo trend này. Frankfurt City, even traffic light follow this trend. Quý vị có thể nhìn thấy khi mà đèn đỏ là hình trọng tài giơ một chiếc thẻ đỏ. As you can see, when the light turn red, that change to the referee is holding a red card. Còn khi đèn xanh cho người đi bộ qua đường thì lại chuyển thành hình cầu thủ bóng đá. When the light turn green for people to cross the street, it turn into football player. Đây là một cách sáng tạo rất là hay và thu hút sự chú ý của rất đông các fan hâm mộ khi tới thành phố Frankfurt để theo dõi bóng đá. This is a very creative way and attracted attention of many fans when come to Frankfurt to watch football. Em đã từng có cơ hội được trải qua một kỳ Euro và một kỳ World Cup ở đây, nhưng I had the opportunity to experience Euro and a World Cup here. Tiên em thấy có một chiếc đèn đỏ độc lạ như thế này của thành phố Frankfurt và họ. But it is the first time I have seen a unit red light like this in Frankfurt. Họ đã chuyển đổi rất nhiều đèn đỏ ở thành phố Frankfurt sang cái mô hình bóng đá này để chào đón các cổ động viên đến với trên toàn thế giới. And they have converted a lot of traffic light in the city into football model like this to welcome the fans. Đến Frankfurt để thưởng thức những trận đấu bóng đá mãn nhãn nhất. Yep. People all around the world come to Frankfurt to enjoy the most spectacular football match. Thật sự khác biệt, độc đáo và cũng rất thú vị nữa. Đó cũng là cách để Frankfurt chào đón người hâm mộ tới đây trong mùa Euro 2024. Hoàng Cường, Quang Trung, nhóm phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Different unit and also very interesting. This is also way for Frankfurt to welcome fans from during the Euro 2024 season. Hoàng Cường, Quang Trung, Vietnamese Television reported team from Frankfurt, Federal Republic of Germany.